Mình mở trục ra này ra ha, để mình kiểm tra các trục trước khi mình cân bằng nha. Rồi, cái chiều của gimbal sẽ nằm chiều này ha, tức nghĩa cái mặt nút này nè, mặt nút này hướng người, cái tay này thì em sẽ thấy nằm bên tay phải, nó trở thành cái nguyên tắc rồi nha. Rồi tiếp theo tới cái này, cho mượn cái đế ốc ha, ốc đế ốc đây. Rồi em sẽ gắn vô trên đây, đây gắn vô chốt khóa này vấn đề ha. Rồi đây thì cơ bản cái gimbal của anh mình sẽ có thể ướm thử. Đây, vô sẽ như thế này ha, chốt ra này, ở đây làm cái chiều này ha, mở chốt này ra, cái chiều này ha, mở chốt này ra, rồi vô đèn. Rồi tiếp theo cái này nó sẽ nằm ở đây ha, con ốc của cái này trong đây ha. Thì em thấy trong hộp này sẽ còn những cái này, cái này dây sạc, cái này cái bẫy dây tay cầm anh có thể gắn dưới đây, cái này cái đế gắn cho điện thoại ha, hết cái này hộp. Còn dây này có thể nhầm khi anh cầm tay á để nó không bị chuột. Rồi cái này cho nó gọn vô đây, cái này có cái này, rồi cái này gắn vô đây, ý lỗi sợ. Rồi, anh thấy bây giờ nó rất là khó xử ha. Mở này ra, hạ này xuống, hạ này xuống ha. Thì khi anh hạ anh sẽ thấy á, cái tay mở khóa nó hơi cứng cho nên là phụ họa gì đó nha. Rồi, mở nút này, mở cái này ra. Cái này tới xíu. Mở chốt này ra. Rồi. À, bây giờ cái này á, thì bây giờ anh chưa gắn mic đúng không? Nói chưa gắn mic thì anh cho nó vô chồng lên trên đây ha. Rồi mở này hạ xuống thấp xuống. Rồi để bắt đầu tới chưa một cơ bản lúc này. Mở này về trước chút xíu. Chốt này ra. Thấy không? Tại vì cái này nó chỉ tính ở mức tương đối thôi, chứ nó không thể nào mà nó tuyệt đối được. Tại vì anh thấy nè, cái này nó quá cao, cái này nó quá cao, muốn mà chắc cố phải hạ gầm này xuống, hạ cái hầm này xuống để chi nó không bị cao, nó bị anh thấy cái tỷ lệ của nó ở trên nhiều hơn ở dưới, thành ra là cái mức độ công bằng nó không có tốt cho lắm ha, và mức tương đối nè, hạ này xuống hết cỡ nè, hết cỡ rồi ha, thấy nè, hết cỡ của nó rồi. Này, anh nhớ nhầm khi chưa ok anh chỉnh cái trụ này về trước xíu. À. Ok, anh thấy nằm nghiêng được gì nè, là đã ổn tương đối rồi ha. Rồi bước cuối cùng, tại khi mà anh đi kiểu này thì chắc chắn một cái vấn đề là anh không bao giờ đánh thổi được á. Là anh thấy ha, là nó không thể nào mà nó cân đều 100% được, nó sẽ hơi chưa ok cho lắm. Mở cái chốt này về làm sao? Sao? Thì cái này nó bị dính vô cái này, anh thấy quá nặng đi, nên muốn cân được cái trục 3
nó đều chắc chắn thì không có. Bây giờ cho làm ngang vậy, kệ cũng chắc. Mình muốn con la cam. La cam ha, màu đích 2 đúng không? Đúng rồi. Đó rồi, đó là ghế đây ha. Đây, bây giờ là tương đối ha. Thì nó cân bằng được cái trục này nằm ngang nè, nó không bị nghiêng một chút. Như là sao? Cho cái trục này tương đối trước ha, cái trục này. À, đây, cho nó nằm ngang được kìa. Để không bị nghiêng vào đây. À, cái ống đích này tôi đánh một cái tinh tơ hơi ra vô luôn rồi nha. Mình Hưng á, Hưng á hay mua đồ ở đây không? Mấy chị ở đây nè. Yeah. Ok, chậu. Sao không khác? Rồi, giờ xong. Cuối cùng anh cao sao cho được mình đứng vậy nó không có bị chạy tới chạy lui chạy thẳng ha. Cuối này là bước việc cuối cùng. Hai cái tới chỗ BOV anh bấm hai cái, một cái nữa bây giờ bây rồi bấm hai cái liên tục hai cái nữa làm việc bấm hai cái xoay hai cái rồi xoay anh phải quay ngược lại